Xin chào tất cả mọi người, lại là Vũ đây. Thì hôm nay á, Vũ có một cái sản phẩm muốn giới thiệu cho tất cả mọi người cùng biết đến. Và cái sản phẩm này á, là Vũ vài ngày trước á, mình đặt mua ở trên Shopee. Thì nó có tên là máy hàng túi mini nha các bạn. Đây, mình vẫn còn chưa mở hộp ra luôn nè. Thì bây giờ là mình sẽ mở ra cho các bạn xem là cái sản phẩm nó là như thế nào nha. Gói mấy lớp luôn các bạn ơi, dày quá trời. Đây, tên tên cái sản phẩm của mình đây. Trời ơi, tao nói là cái một cái màu hồng cực kỳ nam tính nha các bạn. Đây chính là cái máy hàng túi mini của chúng ta. Thì bây giờ là mình với tất cả mọi người cùng xem quảng cáo để xem coi là cái công dụng của nó là như thế nào nha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem nha. Rồi, sau khi chúng ta đã xem video quảng cáo xong thì bây giờ là mình với lại tất cả mọi người á cùng đi trải nghiệm nó xem coi là có phải đúng như trong quảng cáo hay không. Bây giờ cùng đi nhé. Thì cái sản phẩm này á mình mua trên Shopee, cả giá tiền và luôn cả tiền ship á thì khoảng 40 mấy ngàn nha các bạn. Đây là phần phía sau của cái sản phẩm này, nó chính là một cái phần hướng dẫn nè và cái phần là cách chỉ cho mình lắp đặt. Và bây giờ là mình sẽ tiến hành là tháo này ra cho mọi người xem nhé. Thì cái sản phẩm này nó y như là cái kẹp kim bấm nha các bạn. Y chang luôn. Và mình sẽ lắp đặt cái pin vào và mình đã có chuẩn bị sẵn là hai cục pin con ó này nha các bạn. Và đây, theo sách hướng dẫn chỉ đằng sau nè, pin đầu tiên là nó sẽ cực âm ở dưới, cực dương ở trên. Pin thứ hai là cực dương ở dưới, cực âm ở trên, dạng như là kiểu đảo chiều lại các bạn. Bây giờ mình sẽ làm y chang lại nha. Âm ở dưới, dương ở trên. Rồi, ok. Rồi, trên đây nó cũng có những cái hướng dẫn của tài là tiếng Nhật không rồi các bạn. Rồi. Và mình đã có chuẩn bị sẵn một cái bọc ni lông để cho mình test thử luôn. Và bây giờ đây mình sẽ test luôn cho mọi người xem nhé. Đây. Đây nè mọi người, nó dính lại nè thấy không? Đó. Khá là xịn sò. Bây giờ mình sẽ thử đổ một cái miếng nước vào xem nha. Mình cắt ngang coi là nó sẽ như thế nào. Đổ miếng nước vô. Ý cái bọc này nó hơi chảy nước. Kệ đi, không sao. Lát mình cũng lau mà. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái kẹp kim bấm này nè. Sẽ vuốt nó. Vuốt từ trên xuống dưới. Đó, mọi người thấy chưa? Hình như ở đây nó chưa qua hết nè, để mình làm lại thử một cái nữa coi, coi nó có dính hết rồi. Ở trên đây thì nó dính rồi các bạn, còn ở dưới đây thì nó vẫn hở, do là như theo mình nghĩ á, do là cái sự tác động nhiệt của cái này nó chưa có đủ lớn để mà nó thẳng ngang qua luôn, do là cái luồng nước này thì nó phải nói là
nó quá lớn nên là cái này nó không thể tác động nhiệt được với là cái miếng ni lông nè đó, nên là nó cứ hở ra luôn. Còn trên đây thì nó dính nè, tại trên đây nó không có tác dụng gì của nước hết, dính là bình thường rồi, ướt hết luôn rồi các bạn. Nếu như á, có bạn nào đã mua cái sản phẩm này về để trải nghiệm rồi á, thì kết quả như thế nào á, thì hãy để lại một comment bên dưới cho Vũ nhé, coi là nó có giống với kết quả của Vũ không nha. Và đừng quên là ấn đăng ký kênh, like và share rộng rãi cho tất cả mọi người cùng xem video của Vũ nhé. Và video của Vũ cũng tới đây là kết thúc. Bye bye, xin chào tất cả mọi người.